Xin chào tất cả mọi người. Madaber xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào khung giờ rất là quen thuộc của chúng ta, 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Vào ngày cuối tuần này, quý vị cảm thấy đói bụng chưa ạ? Với khung giờ này thì hãy sẵn sàng với những món ăn sắp sửa được chế biến ra. Đặc biệt đây là phần quà dành cho nghệ sĩ khách mời. Bên cạnh đó là những món ăn tinh thần và những câu chuyện chia sẻ về gu ăn uống của nghệ sĩ này. Ngày hôm nay chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu với quý vị một trong những nữ nghệ sĩ rất xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, hát hay và đặc biệt những ca khúc của cô ấy cũng tràn đầy sức sống. Xin mời quý vị chào đón ca sĩ Emma Nhất Khanh. Mở cửa ra, nàng tiên xuất hiện. À, đáng yêu quá. Chào Emma. Lại đây, lại đây. Ăn chung, ăn chung. À, xinh quá. Hello mọi người, em là Emma Nhất Khanh và ngày hôm nay thì em rất là vui khi được đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao và được chuẩn bị kiểu ăn uống nha, bồi bổ nha. Rồi, bây giờ hãy sẵn sàng vào phòng khách để mình gặp gỡ những vị khách đặc biệt nha. Dạ. Mời em. Con gấu dễ thương quá nè. Gấu nhà anh, trời, dạ. Nhà anh là trang bị đầy đủ, đặc biệt là cứ đúng với giới tính của khách mời nghệ sĩ là mình phải trang trí sao cho phù hợp. Chu đáo quá. Trời, ăn ngoan nguyên miệng phải ngon mắt, ngon đúng tinh tưởng chứ. Chính xác. À, em biết nấu ăn không? Dạ, em biết. Giỏi vậy. Sở trường là món nào? Dạ, thật ra là sở trường của em là món trứng chiên. Trứng chiên. Em nói chơi, đó là em nói chơi thôi. Thực ra nha, em còn có những món tủ, ví dụ như là thịt kho tàu. Ủa. Thịt bò xào với công thức đặc biệt của nhà em. Đặc biệt xào, dạ. Thường xào với thực vật, với rau lắm. Dạ không, có những cái gia vị mà bên nhà em, gia đình có, của em dạ, tự chế biến ra. Rồi không? Cuối cùng đó chính là món đùi gà khì nước dừa. Trời ơi, nghe ngọt ngào mặn mà, đậm đà dạ. Nghe ta, đã vậy. Nhưng mà không biết là hai món ăn ngày hôm nay em đang thèm ăn là món nào thì hãy order, hãy đặt hàng đi. Đây hai tờ dạ. Giấy ha, mỗi món một tờ. Okay. Mà giấu nha, bí mật nha, lát nữa mình mới tiết lộ sao. Cái hai cái món sẽ là hai cái món mà lâu lắm rồi em không được ăn. Lâu rồi, vậy là không phải món sở trường mình hay nấu. Em cứ ghi vô thoải mái. Dạ. Dạ, anh giống như một cái siêu thị vậy đó. Dạ. Nó nhỏ xinh xinh vậy chứ đầy đủ nguyên liệu. Thiếu cái nào là anh nhờ biên tập chạy đi mua cái đó. À. Ok, chốt đơn. Chốt rồi, mình up lại. Thì chị bí mật, cảm ơn em. Và bây giờ sẽ là hai đầu bếp. Dạ. Em xin vậy thì đầu bếp cũng phải đẹp trai. Dạ. Phải cỡ anh. Dạ. Phải cỡ anh. Trở lên. Có chữ trở lên thì mình cầm nha. À. Xin mời em cùng với quý vị khán giả hãy chào đón hai bạn trẻ ngày hôm nay. Đó chính là Đăng Hồ và Phong Nhã. Đó. Trời ghê không? Bước ra như cool boy, hot boy gì đó. Hello. Chào mọi người. Mời bạn giới thiệu về mình nè. Dạ chào mọi người, em tên là Đăng Hồ. Hiện tại em đang là KOL, Content Creator và Commercial Model. À, là mình tự xây dựng hình ảnh dạ, cho mình luôn rồi. Thương hiệu là dạ. Nằm ở chính mình dạ, đúng rồi. Hay quá ta. Ủa bạn trẻ lắm đúng không nào? Mà dạ, sao giỏi vậy? Em sinh năm 1999 thôi. Trời ơi. 99. Sinh năm 99. Trời, tôi thấy tuổi hổ bản thân tôi ghê quá vậy ạ. À. 99. Tuổi em gái ruột của em luôn á. À vậy hả? Dạ. Mà giỏi quá sức. Giỏi quá trời. Ủa bận rộn vậy, thời gian đâu nấu nướng trời? Ồ, thường thời gian rảnh ở nhà thì mới nấu, mới bắt đầu bày ra để phá. Còn với Phong Nhã thì sao nào? Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Phong Nhã ạ. Em hơn năm nay 20 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là diễn viên tự do ạ. Ồ. Là một nghệ sĩ trẻ. Dạ. Thời gian đâu nấu nướng nè? Dạ, em chỉ nấu cuối tuần thôi. Thế món ruột cái là món gì nè? Dạ, em rất là thích ăn sườn luôn ạ. Ồ. Dạ. Tất cả các món về sườn ạ. Nhưng mà tại sao bạn lại có đam mê về những món về sườn? Dạ, tại vì hồi từ nhỏ là em rất là thích ăn sườn luôn ạ. Ông ngoại em hay đi mua sườn về cho em ăn, mang ghế em ghiền luôn. Trời ơi, cảm ơn ông ngoại. Dễ thương quá. Nhưng mà ngày hôm nay tình cảm dành cho bạn Emma Nhất Khanh như thế nào để mình lấy động lực mình giành giải thưởng nè. Đăng Hồ. Em thích chị Nhất Khanh từ lâu rồi, trong nhóm Lam thì em đã thích rồi. Trời. Lúc mà nếm vị chua của nhóm em là thích rồi đó. Dạ. Còn với bạn Nhã. Dạ, chị yên tâm đi, hôm nay sẽ nấu cho chị một món rất là ngon ạ. Vừa chua mà vừa ngọt nữa. Ui cha. Trời sao giống cái món mô đồ vậy ta. Ủa vậy hả, vừa chua vừa ngọt hả? Dạ. Chả ra sườn chua ngọt ta. Ờ đúng rồi đó anh. Trời ơi, anh đoán nghe, coi như anh biết hết trơn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Đó là tình cảm của mình và quyết tâm của mình ngày hôm nay để tham gia chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá xem cái khẩu vị ngôi sao của bạn Emma Ngất Khanh là như thế nào. Khám phá qua 3 từ khóa trong 3 ô số 1, 2, 3. Người chiến thắng qua từng câu hỏi sẽ có quyền lật ra những ô số đó. Bên trong sẽ ẩn chứa cái huy hiệu thằng bếp. Mình tận dụng để mình bắt buộc ngôi sao đó phải hỗ trợ cho mình.
trong một lần ha. Ok, cầm bảng nào. Cố lên, cố lên. Câu hỏi đầu tiên, nguyên liệu chính để làm nên tương bần là nguyên liệu nào? Tương bần. Tí dễ mà không, tí khó mà dễ. Rồi, 3, 2, 1, xin mời đáp án. Bà Nhã trả lời là bần, hợp lý. Hợp lý, tương bần, không có bần thì gọi là cái gì, là bởi, tương. Tương ớt làm bằng ớt. Đúng, đúng chính xác. Tương đen làm bằng tương cà. Đậu tương. Cũng đúng. Tương bần phải có đậu tương mới làm được, đúng không? Nhưng mà đậu tương nó lại là một loại nước chấm khác nữa nha. Cẩn thận nha. Thì đáp án chính xác lại là đậu nành. Đậu tương hay gọi là đậu nành. Thì đó gọi là em đúng rồi đó. Em đúng rồi. Anh lời nhẹ thôi. Đậu tương, đậu nành vẫn là một cái tên gọi đó. Anh làm căng quá trời căng rồi kìa. Như vậy là bạn Đăng Hồn trả lời chính xác. Nguyên liệu đậu tương hay gọi là đậu nành, đó chính là nguyên liệu chính của tương bần. Và tương bần muốn được tương ngon thì phải chọn đúng loại được trồng trên đất Hưng Yên để có được độ đậm ngọt nhất định và to vừa. Các nguyên liệu còn lại là nếp cái, hoa vàng và muối trắng. Chúc mừng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Theo quyền ưu tiên, bạn Lật ô số mấy nè? Dạ, số 3. À, số lớn nhất ha. Được, mình ngẫu nhiên mà. Số 3. Lợn con. Hồi nhỏ em ăn nhiều dữ lắm, mà em tuổi heo nữa, cho nên là em được gọi là con lợn con. Dễ thương. Hỏi là do mọi người cũng cưng em rồi. Dạ. Hồi nhỏ đứa nào cũng mâm mỉm nên thôi cứ cho nó ăn thoải mái. Rồi, chúc mừng bạn. 1-0 rồi ha. Cố gắng nhẹ nhã nha. Câu hỏi số 2 như sau. Và bây giờ sẽ là một tên gọi về một món ăn, đó chính là cốm học. Là món cốm đặc trưng của tỉnh thành nào? A. Phan Thiết Bình Thuận. B. Nha Trang Khánh Hòa. Và C. Cà Mau. 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Bạn Nhã là chọn A là Phan Thiết Bình Thuận. Còn bạn... em lại chọn B. Thì lại chọn B, đó chính là ở Nha Trang Khánh Hòa. Em quê ở Cà Mau nè, cho em chắc chắn là câu C là không có đúng rồi đó. Thì đáp án chính xác là A. Một đều. Ủa, tại sao em chọn A vậy? Đó chính là Phan Thiết Bình Thuận. Dạ, em cũng không biết em chọn đại nè. Cũng do linh tính thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Linh tính đã mách bảo chính xác. Cốm hộc là một món quà, cũng là một món thức ăn rất là đặc trưng của vùng đất Phan Thiết Bình Thuận, cũng như là những loại cốm khác. Thì cốm hộc được làm từ lúa nếp, nếp đem đi rang, hạt nếp nở bung thành hoa gọi là hạt nổ. Cốm hộc làm với đường cát, có nhà thì thích chế biến với đường tán hơn. Phụ liệu sẽ thêm hấp dẫn nữa, đó chính là gừng và thơm. Như vậy là tỷ số đang 1-1. Và bạn Nhã, bạn chọn? Em chọn ô số 2 ạ. Bạn chọn ô số 2. Xin mời. Ô, ngắn gọn, xúc tích, đào cơm. Em rất là thích ăn cơm luôn á. Tất cả những món ăn nào á, em cũng có thể ăn với cơm được. Anh tin hồi nhỏ em đã từng ăn cơm với sô-cô-la chưa? Không thể tin được, sô-cô-la đen. Yes. Rồi răng lúc đó làm sao? Nó màu cà phê sữa. Hay ta, mấy bạn kia dám ăn kiểu đó không? Dạ không, em không dám rồi, chị giỏi quá Và bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng. Người nào giành chiến thắng ở cơ hội cuối này sẽ có được những đặc quyền với phần vận động sau đây. Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chúng ta đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng với thử thách cuối này. Bạn nào giành chiến thắng là chắc chắn đặc quyền ưu tiên sẽ dành cho bạn đó. Chúng ta có trò chơi mang tên là sâu đo. Là hai bạn phải cố gắng trường theo kiểu sâu đo vậy nè. Trên miệng thì ngậm cái bông hoa. Trong vòng 90 giây ai thu hoạch được nhiều hoa nhất, người đó chiến thắng. Hai sâu đo chuẩn bị rồi nha, sẵn sàng nha. Đếm ngược đi em. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, phải ngậm bông lên miệng, đó. Thường là mấy con ong nó thích hoa. Mà bữa nay sâu đo nè, coi đo nè. Ô, đúng rồi, duỗi thẳng ra nha. Đăng Hồ là phải thẳng hơn nha. Như Nhã là làm đúng động tác nè. Sau đó hành bướm đi, búng về. Về bà cũng bò. Dễ thương, ráng lên. Phong độ hai bạn đang cân bằng. Nhã, lên Nhã, đo nè. Con Nhã đo nè, duỗi nè. Co, duỗi. Chết rồi, rớt bông. Không sao, lặp lại nè. Co, duỗi. Sau đó muốn hành bướm rồi nè. Nhõng lên hoài rồi bay hay gì. Hết rồi. Lẹ không? Đăng Hồ, nhanh. Chết, hình như bị kẹt lại hả sao anh ơi? Sau đó bướm. Đang lột kén. Ba về, lẹ lên em ơi. Nhanh lên. Ây da. Đó, nhưng mà quá trình mình vận chuyển hoa là mình phải sâu đo nha. Co, duỗi. Con sâu đo này sắp thành bướm thiệt rồi anh ơi. Sắp hết giờ, còn 15 giây. Lẹ lên. Đang nhả. Đăng Hồ giữ phong độ nha. Được dừng lại nha. 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Vỗ tay. Tinh thần quyết liệt, cố gắng không ngừng. Giỏi, chơi đổ hết mồ hôi luôn á. Đúng rồi đó anh, tội nghiệp ghê. Và bây giờ chúng ta kiểm tra kết quả, thành quả của hai bạn như thế nào nha. Dạ. Bên đây là của Nhã. Tiếp đi. Dạ. Bên này cũng một nè, giỡn mặt hả? 2 Nghĩ sao không có vậy? 3 Trời ơi, chuyện nhỏ. 4 Chết. Vâng. Tèn 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 tèn. Cái đổ nữa là 4. Như vậy là bạn Đăng Hồ đã giành chiến thắng ở lượt chơi này. Đặc quyền riêng đã dành cho Đăng Hồ. Và bây giờ hãy sẵn sàng chờ đón xem đặc quyền đó là gì nha. Dạ. Mời chúng ta quay trở về phòng khách. Bây giờ sẽ là đặc quyền của bạn. Đương nhiên là lật ô số rồi. Chúng ta chỉ còn một ô số thôi. Và chắc chắn là trong đó sẽ có huy hiệu thần bếp ghế chứa. Đó chính là ô số 1. Xin mời ô số 1. Đó. Quý hiệu thần bếp nha. Lát nữa cái nào ca nào khó quá nhờ chị em Ma làm giùm. Kén ăn. Ủa kỳ ta, em mới chia sẻ là hồi nhỏ tuổi thơ mình được nhồi nhét nhiều thực phẩm lắm mà. Dạ. Sao giờ nói là kén ăn? Nhưng mà có một cái rất là mâu thuẫn, đó chính là em chỉ thích ăn những thứ em muốn ăn thôi. Ví dụ như là ngày nào mà em có một cái thực đơn rồi đó mới á, mà nó khác với cả những món mà em đã từng ăn trong tuần á, là em sẽ không ăn. Lạ quá, em không ăn. Ừ, em không ăn. Ví dụ? Ví dụ như là em là một người rất là thích ăn trứng đúng không? Thì em sẽ ăn trứng từ năm này qua tháng nọ luôn ạ. Ví dụ như là hôm đó mà thực đơn không phải là món trứng mà là món thịt vịt đi, là em sẽ không ăn. Ăn lạ hả ta? Dạ đúng em rồi đó. Em ăn theo khuôn khổ vậy? Em ăn những món em thích ăn, em ăn rất là nhiều. Còn những món mà em không thích ăn á là em không đụng tới luôn. Còn về hương vị đi, cái khẩu vị đi, là em thích ăn ngọt đúng không? Em thích ăn chua ngọt ạ. Đắng cay thì sao? Em biết ăn đắng với ăn cay lắm anh. Chúng ta đã có được những dữ liệu cần thiết rồi. Và bây giờ sẽ là đặc quyền tiếp theo. Đó chính là bạn Đăng Hồ được quyền lựa chọn một trong hai món ăn này. Rồi em Mai giới thiệu với mọi người đi, hai món nào nào. Và hai món ngày hôm nay của em đó chính là có chua ngọt nè, có chua ngọt nè, có chua ngọt nè. Hey! Chính xác, sườn xào chua ngọt. Rồi món còn lại. Món thứ hai là món mà em ăn rất là nhiều lúc em ở Hàn Quốc, đó chính là bánh gạo cay Hàn Quốc. Giờ sao? Đó, bây giờ hai món này. Giờ em sẽ chọn bánh gạo cay Hàn Quốc. Ok, chốt đơn. Vậy thì có nghĩa là em sẽ làm món sườn xào chua ngọt. Vâng. Ê, ê, cũng là cái duyên dạ, đó nha. Lúc hồi đầu em ấy có nói là em ấy thương sườn. Ồ, chờ đợi xem tài năng của bạn ra sao. Nhưng mà bây giờ thêm đặc quyền nữa dành cho bạn. Dạ. Đó chính là chọn khu bếp cho mình. Xét theo cái hướng nhìn của khán giả. Bên phải là bên kia, bên trái là bên đây. Em sẽ chọn bên nào? Bên nào em may mắn hơn hay góc mặt mình đẹp? Bên phải. Là góc mặt em đẹp đi. Không, tại góc này em cũng đẹp hay em biết. Ồ, hay. Dạ, bên phải bên kia ha. Bên trái còn lại là của bạn nha Nhã nha. Dạ. Chúc hai bạn may mắn. Dạ. Và nhớ là mình có huy hiệu thần bếp nha. Nào, chúng ta sẵn sàng vào bếp thôi. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Chúng tôi thì có thể năng động tự do thoải mái để vận động, nhưng mà hai bạn người chơi ngày hôm nay đó chính là Đăng Hồ và Phong Nhã khó khăn hơn tí, mà không phải tí nữa em ơi. Em thấy khó lắm luôn anh, chứ không phải tí nữa. Anh nghĩ biên tập viên của chương trình này sau này là mẹ chồng thì hết ý em ơi. Đúng rồi. Trời ơi, cái gì mà hành con người ta quá trời luôn vậy đó trời. Phải đứng thảm gai nè em. Còn ở đây bên đây bên đứng mặt bên nè. Đó, nhưng mà đó là quy định của cuộc chơi của mình. Mình phải vượt qua nam nhi mà sợ gì sóng gió đúng không em? Dạ đúng. Đó, dưới chân em là những cái thảm gai coi như là thảm massage chân để bấm nguyệt cho bàn chân mình thôi. Bên cạnh đó là những trái bóng nó trơn trọt nha em. Mình di chuyển trong phạm vi cái phao này thôi. Còn bên Phong Nhã, em đang có một cái bập bên. Vị trí và diện tích em di chuyển chỉ là trên bập bên thôi. Trời em lại giữ thăng bằng nha, đừng té nha, cẩn thận nha. Bên cạnh đó là những cái nguyên liệu chính và phụ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn để phù hợp cho hai món ăn là bánh gạo cay của Hàn Quốc và sườn xào chua ngọt. Lưu ý mỗi nguyên vật liệu lại có những cái đề bài trên đó. Đề bài này không phải dành cho hai bạn trai mà dành cho em Mai nhất. Ủa, cho em hả? Tại vì em phải cố gắng vượt qua những thử thách này thì người ta mới được quyền sử dụng nguyên liệu đó. À vậy hả? Trời ơi, em tụi em được ngồi chơi sao mà em ăn chứ. Đâu được ngồi chơi xin nước. Ăn mình phải vận động đốt cháy calo, bớt mỡ lại ăn nó ngon. Dạ. Thử thách đơn giản lắm, phù hợp với người đẹp mà. Nào, sẵn sàng nha. Dạ. Mời hai bạn đeo bao tay và sẵn sàng bắt đầu. À. Sẵn sàng nha. Ủa anh, sao có bánh rồi có chanh có ổi, có phải để em ăn xong rồi làm nước chanh cho em xong rồi ăn tráng miệng bằng ổi đúng không? Cũng hợp lý, thông minh đó. Nhưng mà đây cũng là một trong những phần thử thách nha. Là cũng được ăn đúng không anh? Đương nhiên biết em thích chua ngọt, chuẩn bị sẵn sàng cho em nè. Anh Hoàng chanh. Ơi, em có một thử thách cho chị em để mà lấy sườn á.
xương hết đó. Ok. Dùng cơ mặt để di chuyển miếng bánh mì tròn từ chén xuống miệng để ăn à. Di chuyển cái bánh từ trên trán di chuyển xuống. Dễ quá em ơi. Từ trên chén đúng không ạ? Ê không ấy, anh đổi miếng sầu riêng được không? Đúng rồi, đó, để tới mát nè, đá nè. Bạc là bún lông mì ra nè. Đó, đúng rồi, đó, trời hay ghê, lông mì dài có lợi thế ghê ha. Đó, đẩy được cái bánh xuống nè, đó. Cẩn thận nè, cái pha dứt điểm này quan trọng lắm nè. Trời ơi, vụt ra ngoài giống nãy giờ bây giờ. Ừ, vậy đi. Ui, tức thiệt chứ, xém được rồi. Khó à. Vậy mới là chơi, ráng lên. Ừ đó, có kinh nghiệm rồi, nhanh hơn nãy rồi đó. Riết quan từ đây tới tối chắc lượt. May mắn. Giỏi. Mời em tiếp tục. Không ăn thôi, ăn lấy sức. Trời ơi, mấy chơi đâu. Ok, em được quyền sử dụng sườn rồi nha. Cảm ơn. Ôi, ngon lắm. Dạ anh Hoài ơi, em cần chả cá để làm món tteokbokki thì... Cảm ơn em, trời ơi, chưa kịp nuốt miếng bánh luôn á. Chả cá em ơi, tteokbokki, cái chả cá là thành phần quan trọng, đúng không? Đúng rồi. Mời em. Thử thách là ngậm một lát chanh và nói hoàn chỉnh 3 lần câu sau. Nói năng nên luyện luôn luôn. Lời nói lưu loát, luyện luôn lúc này. Lẽ nào, nao núng lung lay. Lâu lâu lú lẫn, lại hay nói làm. Xong luôn, anh thách em thuộc bài nữa. Em hỏi em thuộc được luôn, em cầm được không vậy? Tại vì em đang rất là thèm ăn tteokbokki rồi, cho nên là mấy cái lát chanh này nó không có lãi gì với em hết trơn á. Bình thường rồi em ơi. Bình thường không. Đây, dĩa chanh anh cầm, em cầm đề ha. Mà nói tempo nhanh nha, ca sĩ biết tempo là gì rồi đúng dạ, không? Dạ biết. Ủa em nghĩ sao vậy? Dạ. Biết đập để ra 3 miếng để làm cái gì? Là 3 miếng cùng một lúc. Hả? Thiệt hả? Thiệt mà. Không có. Không cái gì? Em không có tin. Thôi em chơi đã, đừng có ăn hiếp em quá, anh ác quá à. Hồi nãy nói biên tập người ta ác, ông cũng không có kém phần long trọng. Anh chỉ dặm muối, dặm mắm vô thôi mà. Ok. Nói năng nên luyện luôn. Lời nói lưu lát thì luôn lúc này. Lẽ lào lao luôn. Lẽ lào là cái gì? Cũng đi lào hả? Trời ơi. Cố lên, em làm được. Nói năng nên luyện. Mói măng là cái gì? Nói năng. Nuốt. Không, nó trào ra ngoài. Nói năng lên luyện luôn. Rồi nói lưu lát thì lúc này. Tiếp, thay bộ chậm rồi, bolero rồi. Lẽ nào nào đúng lây. Lung lây là cái gì? Lung lây. Lẽ nào nào đúng lung lây. Lâu lâu lú lẫn lại hai nói lầm. Ờ, cho qua lần này, lần thứ hai. Nói năng lên luyện luôn. Rồi nói lưu lát thì lúc này. Lẽ nào nào đúng lung lây. Lâu lâu lú lẫn lại hai nói lầm. Hay quá, quen phải không? Nói năng lên luyện luôn luôn, rồi nói lưu lát thì hứa lúc này. Em ơi, nó trật ra mép rồi. Lúc nào lâu đúng luôn đây. Lâu lâu lưu lẫn lại hai lần. Hay quá. Em đã được quyền sử dụng chả cá nha. Đăng Hồ ơi. Em mất hết khẩu vị ở miệng em luôn rồi nè anh ơi. Lại đi. Anh Hoàng ơi, em muốn sử dụng không thương nghệ sĩ luôn em. Thiệt, người ta chưa kịp tan cái vitamin C trong miệng luôn. Em có quyền. Em cần xài món nào? Dạ, hành nè. Đọc đi em. Dạ, hãy nhìn vào ba bức hình và cho biết đáp án của bức hình này là gì ạ? Đây là đuổi hình bắt chữ. Nhìn vào hình phải đoán và nói chính xác cái cụm từ quen thuộc hoặc là cái thành ngữ hoặc câu ca dao nào đó, không biết nha. Chuẩn bị. Đoán đúng á. Lên. Đầu kiến. Ở đây có mấy con mà chỉ đúng một con này thôi là mình phải tập trung vô con này. Cao kiến hả? Chính xác, thấy chưa? Nói ra cái hợp lý vậy sợ. Con này lùn, con này cao, cao kiến. Cái này khó hơn nè. Ghê. Cá tăng nè. Cái gì? Tại em thấy cái ca với cái xe tăng nè anh. Tăng ca. Trời ơi. Đúng rồi, tăng ca. Từ nãy cái miếng chanh nó chua quá. Này chắc biết, này chắc biết nè. Ba chìm bảy nổi. Dễ đó. Để coi nè, tôi tin nó là kêu xa hẳn à. Rồi, em được quyền sử dụng số đau cụ đó. Ủa rồi còn thử thách nữa không vậy mấy bé? Dạ anh Hoài ơi, em còn phô mai để làm cái này nè. Thử thách là bịt mắt và chọn ngẫu nhiên một trong năm loại gia vị để chấm và ăn một miếng xoài nha. Ờ, em hửi đi. Thôi, hửi gì. Rồi, em ngồi đến mua nước mắm rồi đó nha. Vô. Ờ, rồi, em chọn mua đó nha. Dạ. Chấm đi em. Rồi, đúng rồi đó. Một phát ăn ngay, há ra. Ừ, nhai. Đúng rồi, ngon. Bào sao? Cũng ngon mà. Ừ. Rồi, ok, em được quyền thấy lại ánh sáng rồi. Chúc mừng em, mình được quyền sử dụng món tiếp theo rồi. Oh, yes. Nguyên liệu đầy đủ rồi. Bốn thử thách xong rồi. Yeah. Yeah, nãy giờ coi như mình ăn tráng miệng, khai vị thôi. Bây giờ ra ngoài nghỉ ngơi, uống nước nhẹ ăn cái. Dạ. Cũng móc bánh nữa. Để bụng nha, lát tôi thưởng thức. Mời em.
Hai bạn cố gắng lên. Sự là người hạnh phúc và may mắn nhất ngày hôm nay không ai khác ngoài em Ma luôn. Em ơi, cho em cảm thấy rung động lắm luôn á. Không ngờ là hai chàng trai trẻ nhưng mà trình bày cực kỳ đẹp mắt và ấn tượng. Một lời khen dành cho Đăng Hồ cùng với Phong Nhã nha. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Cả hai món đều rất là đẹp và rất là kích thích. Bên đây là tteokbokki theo kiểu Hàn Quốc của bạn Đăng Hồ. Bên đây là sườn xào chua ngọt của bạn Phong Nhã. Với hai món ăn này thì theo lời tư vấn của anh ha, để thưởng thức mình nên là thưởng thức sườn xào chua ngọt trước. Bởi vì vị cay nó lưu giữ nó hơi lâu, sợ ảnh hưởng cho món kia. Em có thể mời tất cả mọi người cùng ăn chung với em được không? Đây là phần quà đặc biệt của riêng em. Anh muốn lắm mà bị Xuân Tập lắc đầu lia lịa em, anh hiểu mà. Thèm quá. Mời mọi người ạ. Anh xem cái nước sốt đang nhỏ xuống nè. Trời ơi, dư lý quảng cáo kìa. Cái hương thơm nó rất là ngào. Cái nước sốt này nó đã quá anh ơi. Đây, trong công đoạn chuẩn bị món ăn này thì theo Phong Nhã đâu mới là cái công đoạn mình cần phải tập trung chú ý nhiều nhất? Đó là công đoạn là nước sốt. Nước sốt chính là linh hồn của cái món này á. Liều lượng vừa miệng lắm đúng không em? Đúng rồi, anh ăn mà tứa nước miếng luôn á. Anh nhìn thôi mà, anh đang phải kích thích lắm rồi đó. Còn về phần thịt thì sao nào, để làm sao phần thịt nó được mềm tan trong miệng? Dạ, thịt thì em làm hai công đoạn à. Đầu tiên là em rửa trước, xong rồi em sẽ bỏ vào nước sôi để cho thịt nó săn chắc lại á, nó chín hơn. Rồi em sẽ lấy thịt ra, xong còn chiên thêm một lần nữa cho nó giòn thêm. Trời ơi, sao đúng mà rồi, kỳ đúng rồi. Dữ vậy ta. Cho nên là lúc mà em cắn miếng thịt ra, nó có một cái độ dai nhất định. Nó lúc mà mình cắn được, mình nhai được nó, xong mình nuốt nó. Nghiến nó. Nó đỏ. Nó đỏ lắm. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ dùng một chút nước nữa đi. Dùng chút nước nữa đi. Để mình trả khẩu vị về số 0 hết, để mình dành hết tất cả tâm huyết và sự tập trung vào món tteokbokki Hàn Quốc. Thường là chúng ta ăn tteokbokki á, anh thấy để ý ngoài nhà hàng hay là những tiệm người ta hay làm thì nó là một cái hỗn hợp. Em thoải mái đi em. Em xin phép ạ. Với món này thì nó khá nhiều thành phần nên em phải ăn mỗi thành phần một ít. Còn có nấm kim châm với giá dưới để ăn cho mát người nữa. Trời ơi, dạ, đúng rồi. Hợp lý. Tại nếu mà ăn không nó sẽ cay. Đó, mà ăn thêm cái nấm giá lạnh nữa. Nó pha trộn lại với nhau. Đây, chả cá nha mọi người ơi. Rồi, một đũa một là coi như là chất lượng đầy đủ luôn á. Với cái món ăn này thì cái tình cảm của Đăng Hồ và lời chúc của bạn dành cho em Mai như thế nào? Dạ, em chúc chị sẽ mãi mặn mà như món tteokbokki. Đúng trọng tâm nha. Trời ơi, mặn mà quá. Ngon quá. Trời ơi. Nguyên nửa trái trứng luôn á. Còn một miếng chả cá nữa chị ơi. Đây. Chả cá nè. Chả cá mọi người ơi. Cay không? Cay anh ơi, nhưng mà nó đã anh ơi. Tại vì ăn tteokbokki thì phải ăn cay. Đã quá anh ơi. Mà anh biết không, cái phần phô mai nó quện vô cái cục tteokbokki á. Trời ơi, nó ăn nó dính rồi, nó đã dẻo. Xuất sắc, hai món ăn này thì có 10 điểm rồi. Nhưng bây giờ kiếm cái điểm cộng để cho một trong hai bạn giành chiến thắng ngày hôm nay. Họ giành hết tình cảm. Em chỉ muốn nói một điều đó chính là cả hai món này đều rất ngon, nhưng mà tại vì chương trình bắt em phải chọn một món. Phải bắt buộc chứ không có mà chia đâu giải thưởng được. Bây giờ ai thua thì chị sẽ ôm người đó đi. 3 2 1 xin mời. Đáng yêu. Cảm ơn bạn, như vậy là quyết định của em Mai Nhất Khanh. Món ăn giành chiến thắng ngày hôm nay đã thuộc về Đăng Hồ. Chúc mừng bạn. Dạ, em cảm ơn. Nhận thưởng thôi. Ta-da. Dạ. Trộm
mấy khi nấu ăn ngon mà được phần thưởng đâu chừng 5 triệu luôn đó. Rồi. Nào, Emma trao tặng cho Đăng Hồ đi. Chúc mừng em. Dạ, Đăng Hồ. Em cảm ơn trời. Em xứng đáng, cảm xúc như thế nào Đăng Hồ ha? Dạ, thật sự em rất là vui vì chị Emma đã chọn món tteokbokki của em. Bởi vì em làm với tất cả cái tình cảm mà em dành cho chị Emma nên có thể nó sẽ ngon như vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều Đăng Hồ. Dạ, em cảm ơn anh. Ồ nãy thấy ồ nhã thấy đứng rưng rưng không nói được lời nào. Không biết có phải cạn lời mà. Dạ không ạ. Xúc động không? Dạ không, em hơi buồn xíu thôi ạ. Ờ, bữa đó người ta vẫn còn buồn kìa, làm gì tao hết buồn đi. Đừng có buồn, chị đã nói rồi, có nghĩa là chương trình bắt chị phải chọn chứ không phải là món em dở, em hiểu không? Món rất là ngon, tí nữa chị sẽ sắp thích món của em về nhà. Thôi giờ ăn với cơm là bao vô bài luôn á. Sắc luôn mà cái nước sốt đó nha. Anh nghĩ tới bánh mì mà quên vô cái trời ơi, giọng tan em ơi. Cái này nè. Cảm ơn Phong Nhã nhiều nha. Dạ. Nãy thì đang hồi chúc Emma rồi, tới Nhã chúc đó. Dạ em chúc chị mãi mãi xinh đẹp. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Mặn mà hơn. Ít nữa giống bên đây quá. Bên đây quá. Thôi bên đây đậm đà đi. Đậm đà hơn. Cảm ơn bà rất nhiều, cảm ơn bạn và cảm ơn Emma Nhớ Khanh. Chúc cho sự nghiệp của Emma Nhớ Khanh đi lên đi mãi nha. Em cảm ơn ạ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Hãy ủng hộ cùng với chúng tôi nha. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.